Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản hỏa tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines yêu cầu tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với thành viên tổ bay quốc tế. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc tăng cường công tác quản lý đối với thành viên tổ bay trong phòng chống dịch COVID-19 và quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định các hãng hàng không để các thành viên tổ bay vi phạm các quy định về cách ly y tế, phòng chống dịch làm lây nhiễm ra cộng đồng thì yêu cầu tạm dừng thực hiện các chuyến bay quốc tế. Thưa quý vị, liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối qua, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã ra thông báo về việc tạm dừng học tập trung tại cơ sở chính ở Tân Phong, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh trong 5 ngày, từ ngày 2 tháng 12 cho đến ngày 6 tháng 12. Trong thời gian này, hơn 20.000 nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tại cơ sở này phải tạm dừng các hoạt động học tập, thi cử, hoạt động ngoại khóa. Thay vào đó, học tập trên nền tảng công nghệ số, giảng dạy trực tuyến. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có thông báo gửi tới sinh viên về việc phòng chống dịch COVID-19. Thông báo của trường này cho biết, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã xác định có trường hợp F1 là một sinh viên. Hiện Trung tâm Y tế phường 4, quận 5 đã thực hiện quy trình cách ly với sinh viên này. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 18 giờ ngày 1 tháng 12, mưa lũ diện rộng ở miền Trung và Tây Nguyên đã làm 4 người chết, 3 người ở Khánh Hòa và 1 người ở Lâm Đồng, 2 người mất tích, trong đó 1 người ở Khánh Hòa, 1 người ở Lâm Đồng. Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn làm sạt lở một số tuyến đường giao thông trên quốc lộ 27C, hiện chưa thông xe khiến một ngầm tràn bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, có 45 người bao gồm 36 du khách và 9 người dân địa phương dẫn đường đi leo núi từ hôm 28 tháng 11. Do mưa lớn, lũ về nhanh nên bị kẹt ở trại bò xã Sơn Thành, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Lực lượng cứu hộ của huyện chưa tiếp cận được những người này nhưng xác định được họ vẫn an toàn. Ngày 1 tháng 12, tỉnh Khánh Hòa điều động lực lượng công binh đến cứu hộ nhóm người này. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, vào chiều qua ngày 1 tháng 12, trên cầu Nhật Tân đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hộ giao thông và xe ô tô môi trường. Vụ tai nạn khiến tài xế xe môi trường tử vong, còn tài xế xe cứu hộ bị thương. Cụ thể, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 15 giờ khi chiếc xe cứu hộ tông mạnh vào xe môi trường. Sau cú tông, tài xế xe môi trường và tài xế xe cứu hộ đều bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên, đội cảnh sát giao thông số 2 có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa hai tài xế đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với công an huyện Đông Anh thụ lý giải quyết vụ việc. Trong thời gian qua, trên cầu Nhật Tân liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân hầu hết do các lái xe thiếu quan sát đi với tốc độ cao. Trước đó, một chiếc xe chở rác cũng bị tai nạn lật ngửa trên cầu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết từ tháng 11 năm 2019 cho đến nay, hơn 1.200 lái xe ô tô vi phạm các lỗi dừng đỗ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng. Trong số các chủ xe bị phạt nguội do dừng đỗ trái phép ở cổng Bệnh viện Bạch Mai có hơn 1.150 người là tài xế xe taxi. Đáng chú ý, một trường hợp nữ tài xế xe taxi công nghệ trong các tháng 5, 6, 9 và 10 và 11 tháng năm 2020 đã vi phạm 28 lần và bị phạt vi phạm hành chính tổng số tiền là 16,7 triệu đồng. Một trường hợp nam tài xế xe taxi vi phạm 16 lần với lỗi tương tự và bị xử phạt vi phạm hành chính 9,5 triệu đồng. Từ tháng 11 năm 2019 cho đến nay, số lượng người đến nộp phạt vi phạm hành chính tăng cao gấp nhiều lần, có ngày là khoảng 40 người so với 6 đến 7 người mỗi ngày của những năm trước. 52 hộ dân ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh gần nơi ở bệnh nhân số 1347, giáo viên tiếng Anh được phong tỏa sau khi cơ quan chức năng thông báo ghi nhận ca COVID-19 này lây nhiễm từ nam tiếp viên hàng không, bệnh nhân số 1342. Từ trưa 1 tháng 12, lực lượng chức năng đã túc trực tại con hẻm nối từ đường Phạm Phú Thứ ra đường Bình Tiên, phường 3, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, gần nhà bệnh nhân số 1347. Nhiều nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ lần lượt lấy mẫu phết mũi họng cho người dân. Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6 cho biết, khu vực cách ly có 52 hộ dân sinh sống với 197 nhân khẩu lân cận nhà bệnh nhân 1347 tại hẻm đường Bình Tiên.
Từ tối 30 tháng 11, lực lượng chức năng đã lấy mẫu 197 nhân khẩu thuộc 52 hộ dân. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi lấy mẫu. Theo ông Bình, lực lượng chức năng địa phương đã cung cấp các suất ăn cho người dân trong khu vực cách ly. 3 bữa ăn một ngày, mỗi người một suất ăn 30.000 đồng. Lực lượng chức năng sẽ phát phiếu cho người dân đăng ký suất ăn phù hợp với từng người. Các mạnh thường quân, đoàn thể đã ủng hộ mì gói, gạo cho người dân trong khu vực cách ly. Đoàn Thanh niên quận 6 cũng phát động phong trào thanh niên xung kích hỗ trợ chăm lo cho lực lượng trực gác, lực lượng làm nhiệm vụ, theo dõi nhu cầu của người dân để kịp thời hỗ trợ và động viên. Rõ ràng là trong vụ việc này, nam tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines vi phạm các quy định phòng dịch khi thực hiện cách ly tập trung, cũng như là không tuân thủ quy định phòng dịch khi cách ly tại nhà, khiến mình mắc COVID-19 và làm lây lan thêm cho người khác. Thực tế này đang khiến nhiều người lo ngại, bởi trong khi cả xã hội cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, thì việc một số người thực hiện cách ly không nghiêm túc, thiếu ý thức trách nhiệm với cộng đồng đã vô tình làm tăng lây lan dịch bệnh cho xã hội. Chiều ngày 30 tháng 11, Bộ Y tế công bố ca dương tính mới phát hiện là bệnh nhân 1347. Người này có liên quan trực tiếp tới bệnh nhân 1342. Ca bệnh đã công bố chiều ngày 29 tháng 11. Theo Bộ Y tế, trong thời gian cách ly tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11, bệnh nhân 1342 có tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác là bệnh nhân 1325. Sau khi xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính, bệnh nhân 1342 được về cách ly tại nhà trọ. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân này có tiếp xúc trực tiếp với 3 người, gồm mẹ đẻ và 2 người bạn, một nam một nữ. Trong đó, người bạn nam có tới sống cùng. Ngày 28 tháng 11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính. Ngay lập tức, 3 trường hợp tiếp xúc trực tiếp trên đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, người bạn nam cho kết quả dương tính, bệnh nhân 1347. Trong thời gian cách ly từ 18 đến ngày 25 tháng 11, bệnh nhân 1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ Key English và chi nhánh khác ở quận 10, tới quán cà phê và quán karaoke. Ngay sau khi nhận được thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, không chỉ đến khi có ca mắc mới liên quan đến việc kiểm soát, quản lý người cách ly, mà nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các khu vực cách ly tập trung dân sự đã được Bộ Y tế nhiều lần cảnh báo. Mặc dù ban chỉ đạo có rất nhiều những hướng dẫn, có các văn bản vừa là đôn đốc, thế rồi tổ chức kiểm tra giám sát, thế nhưng mà một số địa phương thực hiện rất là tốt, nhưng có địa phương có tình trạng lơ là, chảnh mạng trong vấn đề về giám sát thực hiện cách ly theo các quy định. Đặc biệt đối với việc cách ly là ở những cái khách sạn, những cái cơ sở lưu trú dân sự. Trưởng bên quân đội thì các đồng chí thực hiện rất là nghiêm. Thế nhưng chúng ta không thể đưa hết vào quân đội được, do cái nhu cầu của người dân về nước ngày càng cao, thế rồi do cái điều kiện của chúng ta không đáp ứng được, thì chúng ta tổ chức cách ly tại cái khách sạn. Và tổ chức cách ly khách sạn thì cái vai trò của chính quyền địa phương trong vấn đề về tổ chức thực hiện, giám sát cái việc thực hiện đó là rất quan trọng. Nhưng mà có cái tình trạng xuất hiện những cái tình trạng như là chủ quan. Bên cạnh nỗi lo trên, theo Nguyễn Thanh Long, mặc dù Bộ Y tế luôn đề nghị các địa phương tăng cường chuẩn bị cho tình huống dịch xuất hiện ở các bệnh viện, nhưng có một số địa phương chưa thực sự chú ý đến tình huống này. Nếu dịch bệnh bùng phát ở bệnh viện thì sẽ rất khó khăn cho công tác kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch. Và mặc dù là chúng tôi cũng đề nghị đối với các địa phương là tăng cường chuẩn bị các tình huống cho những cái dịch xuất hiện ở cộng đồng, cho dịch xuất hiện ở các khu vực bệnh viện, cho cái việc mà dịch lan tràn ở các cộng đồng của mình. Thì xin báo cáo chí, hầu như là chúng ta là gì là cũng chưa thực sự chú ý. Tôi là giả sử Đà Nẵng một bệnh viện xảy ra thì có nhiều bệnh viện khác có thể chia sẻ. Thế nhưng một địa phương mà chỉ có một bệnh viện đa khoa tỉnh mà xảy ra ở cái bệnh viện đa khoa đó thì giải pháp sau của chúng ta là gì? Là không có giải pháp. Thì những cái này chúng tôi đề nghị đối với các địa phương, tại sao trong các phiên họp trước chúng tôi đề nghị là phải luôn và luôn nhớ và luôn chuẩn bị cho những cái tình huống xấu nếu như dịch xảy ra ở trên địa bàn của mình. Không ai mong muốn, nhưng mà phải chuẩn bị để những khi xảy ra chúng ta không có lũ cuốn. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho rằng chưa nước nào tự tin có biện pháp phòng chống dịch tốt nhất. Dự báo mùa đông năm nay sẽ không liệt với các nước trong phòng chống dịch COVID-19. Nguy cơ lây nhiễm luôn luôn thường trực. Trong đó, hai nguy cơ lớn nhất từ người nhập cảnh, cả trái phép, hợp pháp, người mang mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng. Do đó, hai trọng tâm cần đặc biệt chú trọng trong thời gian tới là công tác quản lý, cách ly người nhập cảnh và phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở y tế. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan lơ là,
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế.